Vâng, xin vấn an để gửi lời chào và kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê bắt ong rừng. Thì cũng sắp đến mùa bắt ong rừng của năm 2023 rồi, thì bên em lại tiếp tục giới thiệu đến các bác ba cái mẫu quần áo bắt ong rừng vải bò, vải bố hàng tốt nhất thị trường hiện nay nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch em là một cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, xếp hàng là 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh em nhận hàng, anh em được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác phải có tiền nhé. Đây là ba cái sản phẩm chính của chốt đặt hàng, các bác điện trực tiếp qua Zalo Facebook mình nhé. Hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác mẫu quần áo trong rừng vải bò hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu quần áo trong rừng vải bò hàng may thủ công anh nhé, hàng may thủ công như thế trên hình đây. Đấy, tất cả mặt nạ này là tấm kính VK hết luôn nhé, và ở bên dưới này có tấm lưới inox anh em nhé, để chống bóng đá 100%. Đấy, và tất cả là ba cái ô thoáng đằng sau anh nhé. Đấy, một cái hai ô thoáng sau bên ta và một ô thoáng là sau gáy nhé. Đấy, mẫu này và găng tay của nó tất cả là găng tay màu vàng cam. Đấy, có sản dù để anh em trèo cây anh nhé. Đấy, và cái bộ này thì bằng vải bò nó rất là dày chắc chắn anh nhé. Đấy, tấm rán anh nhé, tấm rán đây nhé. Đấy, tấm rán này khóa có một tấm rán to và một khóa to anh nhé, để anh em mở vào anh em thu vào. Đấy, đằng trong này nó sẽ may cho bác một túi để các bác đựng pin dự phòng anh nhá. Đấy, anh em mà muốn đổ quạt thì bên em sẽ đổ quạt cho nhá. Đằng sau lưng này cũng có một thoáng to và inox thì nhìn ra đằng sau lưng. Đấy, bộ này thì nó cũng có hai phiên bản anh nhá. Đấy, một loại là phiên bản ủng của nó là ủng vải như này anh em nhá, ủng vải như này. Đấy, để anh em trèo cây. Hai là cái ủng ngắn như này anh em nhá, ủng đen như này. Đấy, ủng đen này thì tất cả ủng đen là size 43 anh em nhá, size 43. Đấy, về hai cái mẫu này thì giá bằng tiền nhau anh em nhá. Đấy, bên em đang giảm giá xuống còn 1.300.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, năm ngoái là bên em đang bán 1.500.000 anh em. Đấy, ba ô khóa hết anh em nhé. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái dòng bộ quần áo bắt ong rừng mẫu mới nhất của năm 2023 như thấy cho anh em anh nhìn nhé. Đấy, nó thì khác một cái gì thì em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em biết bảo này. Khác là khác mỗi cái mặt nạ này anh nhé, mặt nạ này, mặt nạ chống bóng đái này, và có một cái quạt ở đây anh em nhé, quạt là quạt 5V. Cái này thì quạt xoay hai chiều anh nhìn nhé. Nếu các bác mà đấu đúng pin, đấu đúng dây thì nó sẽ hút gió từ trong ra ngoài, mà các bác mà đấu ngược dây thì nó sẽ hút gió từ ngoài vào trong anh nhá. Đấy, để anh em tham khảo anh em nhé. Đấy, mẫu này thì tất cả là ủng đen, tất cả là ủng size 43 hết nhá. Đấy, bộ này thì đằng sau lưng ở đây rồi nó có một cái ô thoáng nữa anh nhá. Đấy, ở sau váy này. Đấy, sau váy này trên đằng sau lưng có một ô thoáng nữa, tổng là 4 ô thoáng anh em nhá. Đấy, tùy theo lô. Đấy, lô là như vậy. Đấy, mẫu này thì găng tay vẫn là màu vàng anh em nhá. Đây là cái ra cho anh em. Trong này thì nó sẽ có một cái túi đựng quạt anh em nhé, túi đựng quạt đây. Đây trong này thì có một cái dây dẫn để anh em lắp cắm một quả pin dự phòng anh em nhé, để cho cái quạt này quay nhé. Đấy, quạt này quay lúc nào ở chế độ chờ này. Đấy không nhá. Đấy, để các bác lắp quả pin dự phòng nó sẽ quay cái quạt này. Đấy, quạt này thì lúc là mát thôi nhá. Đấy, và thoáng khí anh em nhé, thoáng khí chống ong đái 100% anh em nhé. Đấy, bộ này thì bên em đang giảm giá và bán xuống còn 1.500.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em, mua một tặng một đấy nhá. Mua một bộ này bên em sẽ tặng các bác một quả pin dự phòng để anh em về các bác lắp quạt luôn nhá. Đấy, lắp cái dây điện này để các bác quạt nó quay. Đấy, nên là các bác nào, anh em nào mà có nhu cầu mua về những bộ quần áo bắt ong rừng vải bò vải bố này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để được cái giá tốt nhất luôn nhá. Đấy, bên em thì luôn luôn là giao hàng tận nhà. Đấy, anh em không phải cọc tài chính nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác.